Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Tiếp tục là hôm nay em sẽ quay video về cà pháo để em chia sẻ cho anh chị về cái vấn đề là thu hoạch ha. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi là một tháng như vậy là mình sẽ thu hoạch là mấy lần và năng suất trên 1.000 mét vuông thì nó ra sao đối với cái giống cà pháo bông tím mà trái trắng giòn này. Thì đối với mà cà pháo anh chị thì một tháng là mình sẽ là thu hoạch là 4 lần nha anh chị ha. Thì trên 1.000 mét vuông á thì mình có thể là mình hái từ là 150 kg đến 200 kg trên một tuần, còn một tháng như vậy thì bổ đồng khoảng từ 600 kg cho đến là 800 kg trên một tuần nha anh chị ha. Và giống này là giống cà pháo trắng giòn nha anh chị ha, bông tím trái trắng, trái rất là giòn và ngọt nha. Nó không giống như cái giống mà cà pháo mà chùm của Thái Lan. Giống cà pháo chùm của Thái Lan á, đồng ý là trái nó cũng rất là nhiều nha anh chị ha, nhưng mà cái trái của nó sẽ bị chát. Thành ra là khi mà mình bán cho lái anh chị, lái nó chê, nó ép giá mình nha anh chị ha, nó ép xuống khoảng đâu là 1-2 ngàn gì luôn á. Do đó là cái giống trắng giòn mà giòn ngọt như thế này anh chị hiện tại là nó đang rất là chuẩn luôn, đặc biệt là nó ngâm chua với ngâm mắm á, người ta mua với cái giá cao lắm. Anh chị cũng có thể là vào những cái hội nhóm á, anh chị thấy được là giống cà pháo trắng giòn này nè, người ta tìm dữ lắm. Nó thì đó là vậy ha. Thì cây cà pháo này á, thì nếu như mà anh chị trồng á thì nó có thể trồng được trên cái nền đất thịt được nè, và nền đất đất đỏ cũng được nữa. Nói chung là kết hợp xen canh thì rất là ok luôn. Ở đây thì em có quay một số mô hình là trồng xen canh với cây mít nè, rồi trồng xen canh với cây bưởi nè, rồi cây chanh nè, cây ổi nè, rồi đu đủ nè, rồi rồi cây gấc nè. Nói chung là quay rất là nhiều nha anh chị ha. Nó thì để thời gian tới em sẽ up lên lần lượt cho anh chị xem tiếp theo nha anh chị ha. Về đối với cái bệnh ở trên cây cà pháo này á, thì nó cũng ít bệnh đối với cái thời gian mà cái vụ đầu tiên lắm anh chị, nhưng mà qua cái vụ thứ hai mà mình không có làm đất lại á, kiểu như là mình không có thời gian anh chị, mà anh chị trồng tới tới luôn á, thì nó sẽ bệnh như là bệnh sâu đục thân nè, rồi nó bị vàng lá trái lá nè, rồi nó bị đốm đen đốm nâu nè. Nhưng mà ở đây thì em cũng có ra một số video để em hướng dẫn cho anh chị về cách khắc phục anh chị. Ví dụ như cây của mình đi mà nó bị đốm thân đốm lá nè, thì ở đây thì mình có thể mình sử dụng cái thằng Antracon ha, cộng với cái thằng Nativo để mình xịt cho anh chị ha, là nó phòng luôn cái vàng lá luôn nữa nha anh chị ha, nó rất là hay. Còn đối với mà nó bị sâu đục thân sâu đục trái thì ở đây thì mình mua những cái dòng thuốc dạng cớm để mình xịt, hoặc là dạng nước gì cũng được. Ví dụ như ở đây em xài thằng Radiant nè, rồi thằng rệp ba thông nè, rồi thằng Vitaco nè, thằng Ova 260 nè, thì mình cứ xây dòng nó như vậy để mình xịt cho nó thôi đó. Thì cái đám cà pháo này em đang quay cho anh chị á, là nó cũng đang trồng xen canh nha anh chị ha, xen canh với cây chanh, mà đám này thì ăn cũng được đã 8 tháng rồi nha anh chị. Và cái thời gian thu hoạch của nó nếu như mà anh chị trồng thưa nha, trồng khoảng đâu là từ 6-7 tấc trở lên cho một gốc á anh chị, thì anh chị có thể ăn từ là 1 năm đến 2 năm luôn á anh chị. Khi mà nói chung là cây cà pháo của mình mà anh chị mà thấy nó già nó tàn quá không, anh chị cắt ngang gốc nó xong rồi nó sẽ mọc lên cái cây non non, à cái mình rải phân cho nó. Thì về cái vấn đề mà rải phân thì em cũng xin được nói thêm ha, thì ở đây thì anh chị có thể là bón phân 20-15 là được rồi. Anh chị chọn đúng cái dòng phân mà ba màu nha anh chị ha, cái dòng phân mà có cái hộp màu đỏ đỏ đó, nó có hàm lượng kali đó. Cây cà pháo này nó chịu đất mà có hàm lượng kali lắm, nói chung là trái nó sai lắm và nhìn nó cằn 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 vậy đó, chứ mà trái dữ lắm. Còn đối với mà cà pháo mà anh chị thấy đi, cái cây cà pháo mà nó xanh mướt luôn ha, nó xanh nó cây nó vuột 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 tàn tàn luôn, rồi dạch ra nó có mấy trái à, nó không có năng suất được. Cái cây cà pháo này thì nó khác với đó, những loại cây khác là vậy đó. Đó thì hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị về một số kỹ thuật về trồng cây cà pháo ha. Anh chị nào mà thấy thích video này của em thì có thể bấm nút đăng ký kênh, cũng như là bấm chia sẻ lên những cái hội nhóm ha, để cho những anh chị nào mà đang trồng cà pháo thì cũng có thể là tham khảo được. Và đồng thời ở đây thì em cũng có là cung cấp cái hạt giống anh chị, hạt giống là giống trắng trắng giòn luôn nha. Bên em chỉ bán là chỉ có một loại thôi, thì bên em bán lần là 100 gram là cho anh chị có thể là trồng được là 1.000 mét vuông luôn á. Anh chị có thể là liên hệ cái Zalo của em là 097 440 8251 ha, hoặc là liên hệ cái Facebook của em là Quỳnh Thủy Tinh đó, thì anh chị nhắn tin vô Messenger là em sẽ hỗ trợ anh chị ship về bên bưu điện nha anh chị ha. Thì đó vậy. Rồi thì hôm nay em quay video ngắn như vậy ha, em chia sẻ anh chị một số đôi điều vậy thôi về cây cà pháo. Tiếp tục video sau em cũng chia sẻ về cây cà pháo nữa nha. Anh chị nhớ bấm đăng ký kênh nha. Rồi em cũng xin được mến chào.